nín thở trước những kịch bản chưa từng thấy trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Đảng Dân Chủ sẵn sàng động thái nhanh nếu ông Trump vỗ ngực tự tin thắng cử sớm. Bình Nhưỡng xuất kích tên lửa xuyên lục địa, lời cảnh cáo khiến cả thế giới khiếp sợ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Giao Thông. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng vừa thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe Hoàng Trung Hiếu, 39 tuổi, trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Xin chào quý vị đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump lại có nguy cơ bị điều tra khi văn phòng Tổng trưởng lý bang Arizona mới đây cho biết đang xem xét liệu ông Trump có phạm pháp hay không khi cho rằng một cựu nghị sĩ nên bị bắn. Trang Axios ngày mùng 2 tháng 11 đưa tin, Tổng trưởng lý Chris mayes tại bang Arizona, Mỹ cho hay văn phòng của bà sẽ điều tra cựu Tổng thống Donald Trump có phạm pháp hay không sau khi tuyên bố rằng cựu nghị sĩ Liz Cheney nên đối diện chín nòng súng. Phát biểu của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa được đưa ra hôm 31 tháng 10 khi ông vận động tranh cử tại Glendale, Arizona. Dù cùng Đảng Cộng Hòa, bà Cheney từ lâu là một trong những người chỉ trích ông Trump rất gay gắt. Hồi tháng 10, bà tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ. Trả lời phỏng vấn Đài Telt News hôm 1 tháng 11, Bà Mayes cho hay bà đã chỉ đạo quan chức phụ trách bộ phận hình sự đối chiếu luật của tiểu bang xem liệu những phát biểu của ông Trump có bị xem là lời dọa giết hay không. Bà cho biết, tôi chưa sẵn sàng để nói liệu phát biểu đó có phạm pháp hay không, nhưng phát biểu đó không có ích gì khi chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử và khi chúng ta cố gắng đảm bảo giữ được yên ổn tại các điểm bỏ phiếu và trong tiểu bang của mình. Phát ngôn viên Richie Taylor của bà Mayes cũng xác nhận rằng văn phòng của bà đang xem xét khía cạnh pháp lý liên quan những phát biểu của ông Trump. Trước đó, khi vận động tranh cử, ông Trump tuyên bố bà Cheney là người rất ngu ngốc và là kẻ hiếu chiến cực đoan. Ông Trump cho biết thêm, chúng ta hãy để bà ta đứng đó với một khẩu súng trường trong khi chín nòng súng bắn vào bà ta, được chứ? Hãy xem bà ta cảm thấy thế nào về điều đó. Bạn biết đấy, khi những khẩu súng chĩa vào mặt bà ta. Viết trên mạng xã hội, bà Cheney cho rằng những phát biểu như thế phá hỏng những quốc gia tự do. Bà chỉ trích Họ đe dọa những người lên tiếng chống lại họ bằng cái chết. Chúng ta không thể giao phó đất nước và tự do của mình cho một kẻ nhỏ nhen, thích trả thù, tàn ác, bất ổn, muốn trở thành một người bạo ngược. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump cho biết rằng phát biểu của ông đã bị diễn dịch sai. Phát ngôn viên Caroline Leavitt cho hay, Ông Trump hoàn toàn đúng khi nói rằng những kẻ hiếu chiến như bà Cheney rất nhanh chóng phát động chiến tranh và cử những người Mỹ khác đi chiến đấu thay vì đích thân tham gia chiến đấu. Theo tờ The Hill, phát ngôn viên này còn chỉ trích ứng viên Đảng Dân chủ và cho rằng đây chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm giúp chiến dịch đang thất bại của bà Harris. Đảng Dân chủ đang chuẩn bị cho phản ứng nhanh như chớp để làm tràn ngập mạng xã hội và phát hành bằng lời kêu gọi dư luận bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi kết quả kiểm phiếu cuối cùng, phòng trường hợp đối thủ Donald Trump tuyên bố chiến thắng sớm như ông đã làm năm 2020. Trong tuần này, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói với báo chí rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, dù thực tế có thể mất nhiều ngày sau mới có kết quả cuối cùng, đặc biệt trong trường hợp có yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng. Ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang cạnh tranh rất sát sao ở các bang chiến trường với mức tranh chỉ nằm trong khoảng sai số của các cuộc khảo sát. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử của Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn tuyên bố dựa trên phân tích số liệu phiếu do các quan chức bầu cử cung cấp. Đôi khi, ứng viên tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả dự kiến được báo chí công bố, nhưng điều đó trở thành bất thường trước khi tình hình trở nên rõ ràng. Thật đáng buồn là chúng tôi đã sẵn sàng nếu ông ấy làm vậy. Nếu chúng tôi thấy ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố thao túng dư luận Mỹ, chúng tôi đã chuẩn bị để phản ứng. Bà Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC ngày 30 tháng 10 Bà Harris không nêu cụ thể những chuẩn bị đó, nhưng sáu quan chức của Đảng Dân Chủ và nhóm hỗ trợ của bà cho biết cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra trên mặt trận dư luận. Họ đã chuẩn bị để đăng tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội và sóng truyền hình lời kêu gọi phải kiểm phiếu tất cả phiếu bầu trước khi công bố người chiến thắng. Ngay khi ông ấy tuyên bố chiến thắng một cách gian dối, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình để nói sự thật và khai thác mạng lưới rộng lớn những người có ảnh hưởng để phản đối điều đó, một quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ cho biết. Một thành viên cấp cao trong nhóm hỗ trợ bà Harris cho biết, hoàn toàn có khả năng ông Trump sẽ tuyên bố chiến thắng một cách gian dối vào đêm ngày 5 tháng 11, trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đầy đủ. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm sau ngày bầu cử, ba ngày trước khi các mạng truyền hình đưa ra kết quả dự kiến đầu tiên. Cuối cùng, ông Trump đã bị thua đối thủ Joe Biden. Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận kết quả và vẫn cố tiếp tục nói rằng chiến thắng của ông năm đó đã bị đánh cắp. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump Nói với Reuters rằng ứng cử viên của Đảng Cộng hòa sẽ đấu tranh cho tất cả các phiếu bầu cho đến khi các điểm bầu cử đóng cửa, nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông Trump có định tuyên bố chiến thắng một lần nữa trước khi kết quả được công bố hay không. Đảng Dân chủ Mỹ sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố thắng cử sớm. Ứng viên Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris chia sẻ: "Chúng tôi sẵn sàng ứng phó nếu ông ấy làm vậy." Và nếu chúng tôi nhận thấy ông ấy thực sự đang tìm cách thao túng truyền thông, thao túng sự đồng thuận của người dân Mỹ, chúng tôi sẵn sàng đáp trả. Bà Harris không đưa ra thông tin chi tiết về những sự chuẩn bị đó, nhưng sáu quan chức chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ cho biết, cuộc chiến đầu tiên chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào từ ông Trump sẽ diễn ra trước tòa án của dư luận. Họ có kế hoạch phủ các phương tiện truyền thông xã hội và sóng truyền hình, với yêu cầu tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi một ứng viên tuyên bố chiến thắng một quan chức hàng đầu của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ cho hay. Ngay khi ông Trump tuyên bố sai về chiến thắng, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình và cung cấp sự thật, cũng như khai thác mạng lưới rộng rãi những người có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để đẩy lùi việc này. Họ tin rằng ông Trump sẽ tuyên bố chiến thắng sớm trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đầy đủ. Ông ấy đã làm điều này trước kia và thất bại. Ông ấy sẽ làm lại một lần nữa và sẽ thất bại, quan chức trên nhấn mạnh. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm sau ngày bầu cử, hay ba ngày trước khi các mạng truyền hình đầu tiên gọi tên người chiến thắng. Cuối cùng, ông đã thua ứng viên dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ chấp nhận kết quả và đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Cựu Tổng thống cũng nói với các phóng viên, ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, mặc dù các chuyên gia cho biết có thể phải mất vài ngày để biết kết quả cuối cùng. Đội ngũ tranh cử của ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có ý định tuyên bố thắng cử sớm hay không, nhưng khẳng định ông sẽ đấu tranh giành toàn bộ phiếu cho đến khi những điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa. Trong khi đó, theo các nhà phân tích, Đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị cho kịch bản không công nhận kết quả nếu ông Trump thua cuộc bằng các vụ kiện gian lận. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút khi ngày bầu cử đang đến rất gần. Cả bà Harris và ông Trump đều nỗ lực vận động tranh cử tại các bang chiến trường trong những ngày cuối cùng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khả năng đắc cử của hai ứng viên rất xích sao. Do vậy, các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, bán đảo Triều Tiên chứng kiến loạt diễn biến nóng đáng quan ngại từ cả phía Bình Nhưỡng và Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Wang Song-19 có tầm bắn vươn tới Mỹ. Việc Triều Tiên thông báo đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới có tên Wang Song-19 hồi 31 tháng 10 đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên mô tả ICBM mới nhất là phương tiện tấn công cực mạnh và là phiên bản tối thượng của loạt tên lửa tầm xa. Theo hãng thông tấn KCNA, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố vụ thử tên lửa đã thiết lập một kỷ lục mới về năng lực tên lửa chiến lược và thể hiện tính hiện đại và độ tin cậy trong khả năng gian đe chiến lược của nước này. Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã có những căng thẳng liên quan việc Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul triển khai máy bay không người lái UAV, giải truyền đơn vào thủ đô Bình Nhưỡng, cũng như gần đây là thông tin Triều Tiên gửi quân tới Nga. Hàn Quốc đáp trả vụ Triều Tiên thử ICBM ngày 1 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 11 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên để đáp trả vụ bình nhưỡng thử ICBM mới. Theo hãng thông tấn Háp, các lệnh trừng phạt mới sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 6 tháng 11. Theo nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên bị cấm bán và chuyển giao hàng hóa có thể được sử dụng để phát triển vũ khí tới và đi từ Triều Tiên một ngày sau vụ Triều Tiên thử ICBM, không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tập trận tấn công bằng UAV chung lần đầu tiên. Cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của một UAV giám sát Global Hawk của Hàn Quốc và một UAV tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra theo kịch bản tấn công và nơi phát sinh hành động khiêu khích của kẻ thù, trong đó UAV của Hàn Quốc thu thập dữ liệu về các mục tiêu mô phỏng và chia sẻ dữ liệu này với UAV của Mỹ. Sau khi nhận được thông tin, UAV MQ9 Reaper đã thả một quả bom tấn công trực tiếp GBU-38 để tấn công chính xác mục tiêu. Một nguồn tin quân sự cho biết, Mỹ và Hàn Quốc không có kế hoạch công khai cuộc tập trận nhưng đã quyết định làm như vậy để cảnh báo Triều Tiên sau vụ phóng ICBM Bán đảo Triều Tiên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 1 tháng 11 tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Son-hui nói rằng tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi Bình Nhưỡng phải nỗ lực tăng cường khả năng sẵn sàng chống lại sự trả đũa hạt nhân. Bà Choi nhận xét rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào khi liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc đang chuyển thành liên minh quân sự có thành phần hạt nhân do đó nữ bộ trưởng ngoại giao triều tiên nhấn mạnh tình hình hiện tại cũng như các mối đe dọa và thách thức trong tương lai yêu cầu hơn bao giờ hết phải tăng cường vũ khí hạt nhân tấn công chiến lược hiện đại của chúng tôi cũng như cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó hạt nhân đáp lại ngoại trưởng lavrov lưu ý rằng sự hợp tác rất chặt chẽ đã được thiết lập giữa bình nhưỡng và moscow về các dịch vụ quân sự và an ninh hàn quốc chưa lên tiếng về phát ngôn trên của bà choi